Hello, xin chào cả nhà. Hello, chào cả nhà nha. Dạ, Tùng và anh Nghĩa xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Giờ này anh Nghĩa đang chuẩn bị tay lưới 1,5 phân để anh em mình thả lưới cá liềm kìm cả nhà ơi. Ở đây là lưới 1,5 phân. Diện trên thì mình sử dụng những chiếc phao lừng. Dạo nó có 1,5 m à cả nhà ơi. Anh Nghĩa mình đang chạy xuồng máy để đi tìm cái bầy cá liềm kìm đó nha. Mình chạy dài dài mình thấy chỗ nào mà nó nhảy nhiều quá, cái bắt đầu mình thả ngay đó. Tình hình nay không biết sao đây, chưa thấy nhảy nhiều. Đó đó đó, thấy rồi đó. Có nhảy anh ơi. Ừ. Có nhảy, có nhảy. Con nhảy lại, con hơi cao thôi. Dạ. Thả lý. Rồi bắt đầu mình thả lưới nè. Đây là cái đèn. Đó, trên đường nãy giờ anh em mình đang chuẩn bị đi về để đi bán cá nha ơi. Nhưng mà bây giờ thấy nó nhảy nè. Nghĩa là kiếm thêm, kiếm nhiều loài cá thì mà mình bán cá có nhiều nhiều sự lựa chọn cho cô bác á, mình dễ bán hơn. Khi người ta ăn một loại rồi người ta cũng ngán, cái đầu bữa nay mình có thêm cá liềm kìm chở bữa. Ồ, giăng lưới cũng chở bữa cho khách hàng nữa, anh Nghĩa này tâm lý quá ta. Có ừ, cá lý nha. Nãy giờ thì được mới cá sét rồi cả nhà. Nó bị dữ rồi. À. Nãy giờ anh em mình đi giăng lưới thì được mới cá sát với cái hộp trò rồi. Này tính định mang về là tính đem lại chợ bán rồi đó. Này còn sớm. Khoảng 5 giờ mấy. Thả giác lưới này cái mình chạy về cái mình bán. Sau khi bổ xong, anh Nghĩa mình cột cái đầu lưới này vô cái gọng dây xuồng. Đó. Bắt đầu mình, anh Nghĩa mình lại trước đó, bắt đầu mình bơi. Bơi để mình kéo cái tay lưới đi đó nè. Mình kéo mình đi, ví dụ như mình thấy nó, cá nó nhảy chỗ nào đó, cái mình lùa lại đó. Mình bao dây nó. Dạ. Chứ lưới này ngắn lắm, có khoảng 40 thước à. 40 thước thì ngắn lắm, dạo có 1,5 m à. Vậy rồi. Trời này cũng gần sáng rồi cả nhà, tranh thủ làm giác lưới này nó chạy về. Nãy sau khi mà cuốn lưới cá sát, anh Nghĩa có bổ lại nữa rồi. Nhưng mà lưới cá sát đó thì dự định một hồi về thì mình cũng ruộng về luôn. Mình ruộng về cái mình đem lên chỗ bán đó, cái mình vừa gỡ vừa bán cho cô bác mình. Cho kịp giờ. Đúng ra là anh em mình là bơi chút xíu nữa cả nhà, nhưng mà bây giờ mình phải tranh thủ đang đi về kịp buổi trời sáng của cô bác mình nữa. Về mình còn cuốn một khúc lưới cá sát nữa làm chi. Mình cuốn luôn, ruộng luôn. Mắc tiêu giờ rồi. Nãy thấy có nhảy đó mà sao mình văng xuống lại không thấy nó hả?
này mà phải thả tầm 4 giờ. Một con cá tớp. Cá tớp thì dễ gì vuốt nó được. Cái hàm răng nó như cái bẫy. Một con cá liềm kìm đầu tiên. Hai con. Đó, bắt đầu. Đâu vô anh ơi. Thả là dễ. Dạ. Liềm kìm này á, là mình thả ban đêm chứ ban ngày không có thả ra được. Thả được không nha? Thấy chưa? Có lần nào Tùng đã hỏi anh Nghĩa ăn lần rồi nhưng mà mình cũng không chắc hỏi lại. Đó. Dạ. Bởi vì giờ này gần sáng rồi cái bắt đầu là vắn ánh liền à, hết liền. Thay lưới nhé. Dạ. Mây gỗ. Ồ. Đó, liềm kìm lủng lẳng. Chạy hả? Cá tớp là con cá nó rất là dễ chết. Nhưng mà mấy con cá tớp này còn sống là do cái thời gian anh em mình giăng mau quá. Mới giăng có chút xíu là cuốn à. Nên nó dính nó còn sống. Chứ đa phần á, mấy lần trước á, dính nó là nó chết. Chết hết. Rồi rồi. Giờ đã cuốn xong cái tay lưới phân gửi đó nha. Giờ anh em mình chạy lại đằng kia cuốn tay lưới cá sát nữa. 4 phân. Cá liềm kìm á là tối á, khuất mình á thì nó thích đèn á, mình giăng ban đêm mới dính nó, ban ngày á là giăng không có dính nó cả nha. Nay dính được có mấy con. Còn đây là con cá mây gỗ nè. Đó. Con cá này là con cá cung thủ à. Bắn súng. Nó dưới nước rồi nó bắn nước lên nó bắn mấy con nhện nè. Mấy con ruồi rồi mà đậu gần mé nặng rớt xuống rồi nó ăn. Đó. Còn đây là con cá tớp. Đây là con cá tớp đây nè. Đó, thông thường là nó cho nó ít khi nào mà dính lưới mà nó sống lắm. Con này là mới cắn lưới luôn nè. Còn cái tớp á là cái nó rất là khó bị gọi là bị sứt ra là do cái hàm răng của nó dữ lắm. Cái hàm răng của nó dính vô lưới là chắc gịch à. Mở ra con. Ở cái này coi nè, nè răng nè. Đây là cái giớn đó cả nhà. Cô bác mình ở đây á giăng ngồi cái tấm lưới nè, tự trong mé dài ra ngoài này. Ở ngoài này cái mình cầm mấy cái cây cái mình dí lưới làm cái tùng. Phía dưới á là mình đặt cái túi giống như có nhiều ngăn á, gọi là túi giớn. Cá nó sẽ đi theo cái vách đó, nó vô trong đây rồi bắt đầu nó chui vào túi giớn. Thì tới nước cạn á, cô bác mình ra cái mình dở giớn lên, mình bắt cá chút ra. Ở quê mình có một hai cái giớn như là khỏi mua đồ ăn luôn đó, đỡ lắm, dư bán nữa chứ, lâu lâu cũng có cá bự. Rồi giờ mình ruộng cái tay lưới cá sát luôn cả nhà ơi. Sáng bẩn rồi, giờ này về tranh thủ rồi. Cá sát
sát rồi hết rồi. Chắc đi hồi đêm hôm không? Hồi hôm anh Nghĩa cũng dân ở đây nè. Mà dính vậy đó. Bây giờ này chưa thấy chưa. Đối bên đó phong thủy à. Tại nước. Nước nó chảy chứ không phải đổi. Đó, ủa. Một cái phao. Nãy phải còn sớm sớm là anh em mình thả thêm giác lưới liềm kìm nữa rồi. Nhưng mà thấy sáng bẩn rồi, nó hết dính lưới rồi cả nhà ơi. Thấy còn tối tối khuất mình mới được, còn sáng rồi rồi. Bè bên đây không có cá sát gì trơn á. Kéo qua khúc bè giữa khúc coi có. Bển thường thường cá sát nhiều hơn. Chưa có liền. Giúp đẩy ra ngoài nữa. Đẩy cho nó ra ngoài đi rồi mới gỡ được chứ. Đẩy nổi không? Cái gì đứng con vậy? Xu xanh kỳ. Con đầu là con cá sát à? Bởi vì qua bên đây có cá bên kia không có cá phải không? Thấy rõ hả? Dạ. Hồi hôm anh cái mớ cá này cũng vậy hả? Bên đây có mà bên kia không có. Tai lưới này mai mốt cắt làm hai. Thời gian bên.
một con cá sát nữa, một con cá xanh kỳ nữa. Lại này có lai gai. Chắc cái bầy này hồi hôm anh bắt trước rồi, nó còn ít lại. Hẹn bữa hay bữa nữa mới gom lên nữa. Bên ít quá đổi qua đổi lại nó chơi, là mình cuốn được hai bên cũng là một lợi thế. Cái xuồng mà nước nó đạp hướng bên đây thì mình cuốn bên đây, mình đổi qua đổi lại được. Nhiều khi mình thuận một bên đó cả nhà, thì mình bắt lấy dầm mình móc hoài cho nó đúng chiều. Lại khúc này lại gai lại rồi, đỡ khúc đầu, khúc đầu vắng quá. Đó có lý nè, đó lủng lẳng 145 con. Khúc này khúc này lên nó có cá, mà từ đây xuống đó không có cá. mà khúc trong ở trong đó có cá đó, đó sao le. Dưới này không có cá, không có nhiều. Có cá bự kìa. Có lý rồi này. Quá trời, ta lưới nó xịn rồi. Dạ, có bận. Cái sát nó bự nè. Để tụi mình quay cái sát cho cả nhà xem. Cá này chưa cái bé gai nên mình cầm cũng kỹ nè. Nước đóng bợn đen quá. Cá sát là nó có cái lằn sọc màu đen đen này nè. Đây nè, thì dài tới đuôi. Cái lằn này nè. Đây là cá sát. Còn con cá xanh kỳ thì nó không có lằn sọc vậy, nó đều màu hơn. Mà trên phần lưng trên đây nó xanh hơn, nó xanh nhiều hơn con cá sát này. Cá sát cá xanh kỳ ăn đều ngon, thịt đều thơm béo như nheo. Cái xanh kỳ thì nó mỡ nhiều hơn nữa, béo hơn. Đó, cái sát đó, đuôi vàng nín đó. Thôi rồi, đen rồi. Một lớp luôn. Hết biết. Do mình giăng ở gần bè á, thì phân của cá điêu hồng nó ra cái nó bám vô ta lưới mình nhìn nè, nó vũ vũ cái nó trắng lại à, dễ. Đó, cái khác đó, đuôi vàng khè đó, đó, ôi ôi có trùng. Đó, vô dính khúc quá. Khúc lưới cuối cùng dính. Hết lưới luôn anh? Hết đó. Dạ rồi. Video này Tùng quay ra anh Nghĩa ruộng những tay lưới. Cái lưới cá liềm kìm định ruộng luôn rồi, nhưng mà ít quá cái mình gỡ chứ. Thực sự nãy là định bổ xong rồi ruộng chạy về luôn đó cái nè. Em về. Còn lưới cá sát này thì được thêm mớ nữa nè. Cái này thì mình chưa có gỡ liền. Anh Nghĩa đem về cái chỗ bán mà bán cá thường ngày đó. Mình vừa gỡ vừa bán luôn. Sao cô bác lại mua kịp giờ chứ, giờ này người ta dạ cô bác mình đi chợ mua đồ ăn sáng đó, thì trễ quá thì ta mua rồi mình bán khó bán. Về tranh thủ chạy về. Nói chung bữa nay cũng tạm ổn rồi, đựng mới cái học trò
Được mấy ký nãy cân mấy ký nhỉ? Được 6 ký. Dạ. Yeah. Nãy anh Nghĩa ghé bè của anh Hai mình cân mấy cá học trò, được 6 ký học trò với lại mớ cá sát này. Chứ đó cỡ cả 2 ký nha. Hơn không nha. Ừ. Dạ. Nó có hơn 2 ký nữa cả nhà. Thôi cũng đỡ. Vậy rồi giờ đã xong buổi thăm lưới của anh em mình rồi. Giờ là anh em mình về bán cá. Được rồi, Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chào cả nhà.